Như vậy là trận đấu đã được bắt đầu. Các thủ U23 Việt Nam sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải màn ảnh của các bạn, trong khi đó đội khách Uzbekistan sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay trái. Một đường chuyền ra, bóng vẫn còn, đây là Văn Quyết. Anh Đức. Vẫn là Hùng Dũng, Văn Thành. Rất kỹ thuật. Quang Hải. Anh Đức có thể sút. Không được. Một pha dứt điểm trong tư thế khó của anh Đức. Đường chuyền của Quang Hải dành cho anh Đức. Anh Đức đã có 4 bàn thắng cho câu lạc bộ BKMX Bình Dương ở mùa giải V-League năm nay. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Anh Đức xoay người rất tốt, tuy nhiên đó là một tình huống sút trong tư thế rất khó và không phải là chân thuận của anh Đức. Huấn luyện viên kỳ cựu Hector Cuppe, người được kỳ vọng sẽ đưa Uzbekistan đến với World Cup. Cú treo bóng rất nguy hiểm. Văn Hoàng vừa phải đấm bóng. Vẫn là cầu thủ Dubai. Với việc bố trí hai cầu thủ đá trung vệ ở trong ngày hôm nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo ưu tiên hai cầu thủ Duy Mạnh và Đình Trọng, những người đang chơi cho câu lạc bộ Hà Nội. Rất nguy hiểm. Phá bóng đi. Rất kịp thời, người vừa phá bóng là Hùng Dũng. Bàn thắng đã đến rất gần với đội khách. Rất may là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã phá bóng. Lương Xuân Trường sẽ là người đứng trước tình huống đá phạt này. Đường treo bóng của Xuân Trường, anh Đức không được. Bóng tìm đến đúng cái đầu của anh Đức, tuy nhiên thì pha đánh đầu vừa rồi quá nhẹ và không hiểm. Văn Quyết sẽ là người đá phạt góc. Đánh đầu không được. Vẫn là Văn Quyết. Làm gì đây? Tiếp tục làm đường treo bóng, đánh đâu? Không được. Tiếp tục là một quả phạt góc cho Việt Nam. Vừa rồi có vẻ như bóng đã chạm vào người hậu vệ của Uzbekistan sau cú đánh đầu của Công Phượng. Những ánh đèn flash điện thoại đang được bật trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, những hình ảnh rất đẹp. Một khung cảnh lung linh trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào lúc này. Có lẽ điều còn thiếu chỉ là một bàn thắng dành cho Việt Nam mà thôi. Huấn luyện viên Park Hang-seo là một người dày dặn kinh nghiệm. Đã từng cùng đội tuyển Hàn Quốc giành hạng 4 thế giới vào năm 2002. Thủ môn Bùi Tiến Dũng thay cho Nguyễn Văn Hoàng. Rất hay, Quang Hải. Sút xa. Suýt chút nữa đã có bàn thắng cho U23 Việt Nam. Một pha sút xa sở trường của Quang Hải. Quang Hải sẽ là người đá phạt góc. Không được. Sút bóng. Đoàn Văn Hậu vừa sút bóng bằng chân phải, không phải là chân thuận của cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Chúng ta cùng xem lại cú sút xa rất đẹp mắt của Quang Hải. Tuy nhiên thủ môn Khamalev bên phía Uzbekistan đã loài người hết cỡ và cản phá cú sút xa của Quang Hải. Hai sự thay đổi so với trận chung kết cách đây 6 tháng. Không có lỗi. Vừa rồi cầu thủ Uzbekistan đã kê chân, tuy nhiên trọng tài không thổi phạt. Vẫn là cầu thủ Uzbekistan, rất nguy hiểm. Không vào. Như vậy là tỷ số đã là 1-0 cho đội khách Uzbekistan. Người ghi bàn là Nurilov. Bàn thắng thứ hai của Nurilov. Một tình huống phòng ngự khá đáng tiếc của U23 Việt Nam.
Bùi Tiến Dũng không có lỗi trong tình huống vừa rồi, khi mà các tiền đạo của đối phương có một không gian rất rộng để dứt điểm. Đầu tiên là cú sút của Kramonov, bóng đã trúng cột dọc và sau đó Nuilo đã đá bồi. Bàn thua rất đáng tiếc cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên thời gian của trận đấu vẫn còn rất nhiều, mới chỉ bước sang phút thứ 67. Phan Văn Đức, không phải, đây là Công Phượng, vẫn là Công Phượng. Đức Huy, đường chuyền Phan Văn Đức, cơ hội vào. Phan Văn Đức là người ghi bàn. Tiền đạo của câu lạc bộ Sông Long An đã có một pha xử lý tuyệt vời. Ông Ba Sò đã thở phào nhẹ nhõm rồi. Một tình huống không chế bóng và dứt điểm tuyệt vời của Phan Văn Đức. Tiền đạo được vào sân thay người chơi thay cho Anh Đức. Phan Văn Đức vẫn là một trong những ngòi nổ nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam. Và ngày hôm nay anh đã tỏa sáng. Đường chuyền của Đức Huy. Chắc chắn là sau bàn thắng này ông Park sẽ suy nghĩ sử dụng Đức Huy ở vị trí tiền vệ trung tâm. Một đường chuyền như đặt vào chân của Phan Văn Đức. Không chế bóng quá đẳng cấp. Không nhiều tiền đạo Việt Nam có thể xử lý được những pha bóng kiểu như này. Đỡ bóng bằng chân trái và dứt điểm bằng chân phải. Phan Văn Đức quá tinh tế. Một pha xử lý thực sự đẳng cấp của cầu thủ đang chơi bóng cho Sông Lam Nghệ An. Quá đẹp. 1-0. Và trận đấu còn khoảng 10 phút nữa. U23 Việt Nam đang có được sự hưng phấn rất cao. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng tuyệt đẹp của U23 Việt Nam. Đức Huy bấm bóng quá nhạy cảm và Phan Văn Đức khống chế bằng chân trái, sau đó dứt điểm bằng chân phải. Có lẽ là một bàn thắng khá kỳ dị của tiền đạo Sông Lam Nghệ An. Không nhiều người có thể xử lý được như Phan Văn Đức. Rất đẳng cấp. Rất nguy hiểm. Văn Thanh vừa phá bóng. Công Phượng bị phạm lỗi. Như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu. Hơi đáng tiếc cho Việt Nam. Tuy nhiên đối với một giải đấu giao hữu như này, kết quả hòa một đều có thể chấp nhận được. Người ghi bàn thắng cho U23 Việt Nam là Phan Văn Đức. Một bàn thắng vô cùng đẳng cấp của cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An với pha kiến tạo của Đức Huy. Xin cảm ơn.